ngày 8 tháng 9, Công an thành phố Đà Lạt đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Phước Lộc, sinh năm 1997, trú tại phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra, vốn có kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa xe, Lộc tự mài vam phá khóa xe mô tô từ cuối tháng 7 năm 2023, Lộc thường khởi hành lúc 19 giờ đi xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh lên thành phố Đà Lạt vào lúc rạng sáng, rồi tìm kiếm những nơi nào người dân lỏng lẻo sơ hở để ra tay trộm cắp. Sau lúc trộm thì Lộc điều khiển xe mô tô về thành phố Hồ Chí Minh rồi giao bán trên mạng xã hội để lấy tiền tiêu xài. Qua đấu tranh lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Lạt đã xác định đến ngày 4 tháng 9 năm 2023, Nguyễn Phước Lộc gây ra ít nhất 11 vụ trộm cắp trên địa bàn trong đó có 9 vụ trộm xe máy, một vụ trộm xe đạp đua và một vụ trộm tài sản trong cốp xe do không phá được khóa. Cơ quan công an thành phố Đà Lạt đã khẩn trương vào cuộc truy thu được 3 chiếc xe máy và chiếc xe đạp chưa kịp tiêu thụ cùng các tang vật phá khóa xe. Mở rộng điều tra, công an thành phố Đà Lạt tiếp tục triệu tập 3 đối tượng gồm Trần Văn Hậu, sinh năm 1999, Lê Văn Sơn, sinh năm 1996, trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1991 trú tại tỉnh Tây Ninh để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại cơ quan công an, Nguyễn Phước Lộc đã bước đầu khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Ba đối tượng Sơn, Khẩu và Đức thừa nhận hành vi tiêu thụ xe của Lộc. Hiện công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.